Kỳ này, Nị và Nụ thi rất là tốt, đã lấy giải về cho trường. Cái này là cô thưởng riêng cho hai đứa. Cảm ơn cô. Lớp ra chơi đi nha. Ê, có cái gì trong đó vậy? Ôi, toàn đồ ngon không luôn á. Nè, mày lựa trước đi, rồi tao chia với tụi một tí. Nè nè nè, ai ở đâu thì ở yên đó, kiểm tra tác phong. Cái em kia, cái gì trong bao đó? Dạ bánh đó cô. Bánh hả? Lớp mấy em ghen quá ha, dám đem đồ ăn lên lớp luôn. Cô, bánh này á là cô chủ nhiệm thưởng cho tụi em tại tụi em được giải cao. Với lại tụi em chia trong lớp xong rồi đem về nhà ăn chứ không ăn trong lớp đâu cô. Không có nói nhiều, tịch thù. Cô không tin thì cô đi hỏi chủ nhiệm lớp em đi. Mà giờ mới để ý nha, em xài điện thoại trong lớp luôn hả? Nhưng mà đang giờ chơi mà cô, tịch thu luôn. Cuối giờ đó kêu giáo viên chủ nhiệm mấy em lên phòng giáo viên gặp tôi biết chưa? Thế giờ sao? Thì cuối giờ lên xin thôi chứ biết thì sao giờ? Sao có mình em vậy? Giáo viên chủ nhiệm em đâu? Giờ đây cô chủ nhiệm đi tham gia concert Blackpink rồi. Hả? Kệ đi cô, nhưng mà cô trả điện thoại với bánh này cho tụi em đi, em hứa không tái phạm nữa. Lên phòng hiệu trưởng mà lấy, tôi đưa thầy hiệu trưởng hết rồi. Dạ thầy ơi, corona kêu em qua đây lấy bánh. Này hả? Dạ cảm ơn thầy. Khoan đã, cái điện thoại của tôi bị khóa rồi. Bây giờ phải giải xong cái phương trình cấp 10 này thì mới mở được. Nếu mà em giải được thì tôi sẽ trả cái này cho em. Em sửa xong rồi nè, em đi nha. U là trời Nị ơi, em đi nhanh quá tôi chưa có. Nè em kia, sao mà em lì quá vậy hả? Đã không cho mang đồ ăn lên lớp thì cứ đem lên. Thầy hiệu trưởng cho em đem về lớp mà cô. Thầy hiệu trưởng? Thầy hiệu trưởng đâu? Sau cái cửa cô. Cuối cùng cũng làm xong. Kiểu với cái này làm sao vậy? Ê Nghĩ mày làm xong rồi hả? Đúng rồi. Vậy cho tao mượn ngó cái được. Mày không tự làm được hả? Là trời, thì người ta không biết làm mà. Còn mày làm nhanh quá trời. Mày có thể dùng app GoMath mà. Ta gặp bài nào khó đã có GoMath tao. Chỉ cần quét nhẹ cái đài là có nghe đáp án, nâng cao hiệu quả học tập á. Là trời, sắp nộp bài tới nơi rồi, mất thời gian đâu. Mày cho tao mượn cái đi. Ờ thôi được rồi nè, xài xong nha, đây là bài tao nha. I love you. Bài tập có ai chưa nộp đúng không? Ủa nè, bài tập của tao đâu? Ờ hai bài tập của mày. Ủa không có bên chỗ mày hả? Có đâu, mày chưa đưa tao mà. Không nộp bài tập thì tụi đi nói chuyện với cô đi nha. Ê tôi nè, tôi chưa nộp. Không cần biết, tôi đi nộp bài tập cho cô đây. Bài tập tôi giao chứ ai chưa nộp đâu. Bài tập của tao mày tìm được chưa vậy? Chưa nữa. Dạ cô, em đã thu đủ, chỉ thiếu mỗi bạn này. Này bài tập của em đâu? Em làm mất rồi cô. Cả lớp không ai mất, có mỗi em mất. Bài tập em mất sao nói tôi nghe coi. Dạ em cho Nam mượn, Nam làm mất của em. Em cho Nam mượn bài tập làm gì, mượn chép hả? Dạ không có đâu cô. Vậy Nam nói đi, bài tập của Nị đâu? Em không biết đâu cô, em không có mượn bài tập của Nị để đâu đưa em đâu, em nhớ gì chưa? GoMath Powerful AI Calculator. Đứa nào làm bài tập xong trước mẹ sẽ cho chơi điện thoại. Lần nào cô cũng làm xong trước, em có biết gì đâu, ba toàn đưa cho em chơi trước. Không sao, lần này mẹ có nhà, mẹ nhất định sẽ công bằng. Dạ. Chị đúng là đồ nhiều chuyện, chuyện từ đời tắm quánh chị còn mét mẹ. Ai biểu em lúc nào cũng ăn hiếp chị. Chị biết xong rồi, chị sẽ đi xin mẹ cho chơi điện thoại. Em làm gì vậy? Em không chơi được, chị cũng đừng hòng. Mẹ, em xếp bài tập của con rồi. Bé em con làm gì vậy? Con quá trời quá đất rồi, mẹ có nhà mà con còn dám như thế này. Con đừng tưởng xếp tập của chị không được chơi điện thoại. Bé chị, chơi cho nó coi đi. Mẹ, con cũng muốn chơi. Con suốt ngày chỉ biết chơi thôi, dán lại bỏ bài tập cho chị nhanh lên. Con không chịu đâu. Thay kệ con, không dán xong thì khỏi ăn cơm tối. Thầy mày ơi, sao mày dán? Ê Nị, mày thấy chưa? Thấy gì? Thì tấm hình mà Suka Nam mới đăng đó. Từ cái background, cách tạo dáng tới cái caption cũng y chang mày luôn nè. À đù, tao copy bắt y chang tao luôn vậy. Ê nè, sao mấy tấm này mày chụp y chang tao vậy? Ờ chị, tao coi trên TikTok á. Tao chỉ sao tao chụp vậy thôi ạ. Trùng hợp thôi. Ờ, ok. Ủa nè. Ủa Nị. Trùng hợp vậy? Mày cũng tập ở đây nữa hả? Ờ đúng rồi. Mà tao tập lâu lắm rồi, chưa bao giờ gặp mày hết trơn á. Ờ tao có gì tới gì trước nha. Ủa anh ơi, nhỏ đó cũng tập ở đây nữa hả? Đúng rồi, mới tới hôm qua. Còn kêu là bạn của em với Nụ gì đó, kêu anh giảm giá cho nữa. Mày thấy tức không? Nó còn á. Thôi được rồi, mày á biết tính nó rồi đó. Ủa nè, tao cái bóp của mày giống. Ủa trùng hợp vậy? Tao mua lâu rồi mà chưa có dịp xài. Ủa mà cái của mày mua nhiêu vậy nè? Mua ngoài showroom hơn 20 củ đó. Mắc dữ vậy? Của tao có 300 cành à. Nè mày nhìn đi, y chang luôn á, không khác gì. Ủa trời ơi nè, tôi mới mua hả đẹp vậy? Sao mày biết hay vậy? Mua ngoài showroom 20 củ lần đó. Trời ơi, hâm mộ mày quá à. Cũng thường thôi mày ơi, cái này á tao đầy. Mà mày muốn showroom nào vậy? Tao quên rồi, thôi tao đi trước nha. Bye bye.
một cái khỉ á, cỡ mày mua 20 ngàn là mừng lắm rồi, chị ở đó mày đặt. Không phải đâu cô ơi, con nghe em xíu đi, hồi nãy cái cửa em bị ngứa mà em quay vào xíu rồi chứ em không có quay bài mà cô. Không có nói nhiều, tôi rành mấy người quá mà, nếu em không quay bài sao đằng sau em khoanh xê á, em cũng khoanh xê. Thì xê là đáp án đúng mà. Ông có nói nhiều nữa, đi ra ngoài đánh dấu bài không điểm. Ôi là tôi có lời phê bình em bé nắm nha, quay bài trong giờ kiểm tra hạ 2 bậc hạnh kiểm, mời phụ huynh. Chị bà tính tôi đúng không? Tôi không bao giờ làm vậy đâu, nhà tôi giàu quá mà. Đúng là càng ngày càng quá đáng mà. Ê nè 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 nè, làm gì đó, đưa tài liệu đây. Ô cô, phòng thi đâu có quy định là không được gãi đâu cô. Tôi nhìn bằng nửa con mắt thôi là cũng biết em đang phao bài nữa. Không có nói nhiều nữa, cô Ala, cô canh tiếp đi, còn em lên phòng giáo viên gặp tôi. Thầy hiệu trưởng tôi nghi đâu là có đó mà con bé này nè, nó phao bài trong phòng thi đó. Cô có bằng chứng thì hẳn nói, chứ em nhất khối rồi em phao bài của ai cô? Đúng đó, mấy cái bài đó này nhắm mắt làm cũng xong, phao bài chỉ cho mệt vậy thôi đi. Thầy còn non và xanh lắm, tôi nhìn là tôi biết cái nương này là nương phao bài rồi. Vậy thì bây giờ ngay tại chỗ này em sẽ làm lại một bài khác. Cô phải hứa với em á là nếu em làm bài trên 9 điểm thì cô phải xin lỗi trước toàn trường. Cho em làm bài lại hả, em trên trung bình là em mừng muốn xỉu rồi chứ đó mà lên chín. Em mà lên chín hả, tôi xin lỗi em trước cái trường kế bên luôn chứ đừng nói riêng trường mình. Nhưng mà nếu em làm không được thì sao? Thì cô muốn xử sao cũng được. Ok, tôi sẽ cho em làm cái bài khó nhất của đội tuyển luôn. Em xong rồi. Xong rồi. Rồi rồi, quán quá, viết tầm bậy tầm bạ rồi. Cái này chắc chấm nửa bài là con muốn kết quả được rồi ha. 1000 years later. Sao rồi cô, em thấy đúng gần hết rồi đó. Gần thôi mà, em phải chinh chín chứ bộ. Tiếp đi cô. Wow, điểm tuyệt đối luôn. Cô ơi, đừng có quên là xin lỗi nha cô. Rồi biết rồi. Không phải xin lỗi em, mà là xin lỗi bé nắm. Bị cô xử oan kìa. Oan? Bữa đó tôi bắt tại trận. Tại trận hả? Em đã xin thầy hiệu trưởng cho trích xuất camera của phòng thi hôm đó rồi. Cô coi đi, ai mới là người sai? Sao mà em? Người quay bài học sự là học sinh lớp cô kìa, cô có thấy đâu? Học sinh lớp người khác thì cô tìm cách cô phạt, còn học sinh lớp cô hả, cô nhắm mắt cho qua, còn chỉ bài giùm nữa. Đưa tôi coi. Thầy nghe tôi giải thích đi thầy. Tôi để cho cô cơ hội từ nãy tới giờ rồi, ngày mai lên phòng hành chính nhận đơn thôi việc đi. Trời ơi, không biết là ai gửi thư tình cho mình vậy ta. Đừng có vậy được không, ảnh hưởng việc học của tôi lắm đó mấy bà. À đồ thiệt luôn, đâu cho ta coi với. Có gì hay đâu mà coi thôi, đừng có coi. Hey, tụi bay chưa bao giờ được ai tỏ tình hết, tò mò đúng rồi. Sa cà nu, cuối giờ ra cổng trường biết tay tao. Trời đất ơi, thiệt tình á, thích tao nên đừng gây chú ý đó mà. Đó, định vô là tỏ tình với tao, tao không thích con gái đâu. Ai tỏ tình với mày, trả tiền đây. Tiền gì? 10 giờ 44 phút ngày 7 tháng 9 năm 1900 hồi đó mày mượn tao 50 ngàn đi nét, còn viết giấy nợ đây nè. Không biết gì hết, không trả. Được lắm, nu vào cái chi. Ê nè, mày lên coi confession nè. Tao đẹp quá mà, có gì ngạc nhiên đâu, thiếu gì người thích tao. Ý là có hiện tượng lạ á. Cái gì mà lạ đưa đây coi. Ủa sao tin nhắn mượn tiền của tao ở đây vậy? Đâu, tao coi với. Có gì đâu mà coi, nhầm người thôi. Ủa phải không? Avatar của mày mà. Tao nói mày nghe, có mấy người ta gato với tao, tao phao tin vậy thôi đó. Ô na ơi, ở ngoài cửa có nhiều người kiếm mày lắm, tao tiền nhớ. Không có rồi, để tao đi ra đóng cửa lại. Sa cà nu là đứa nào, trả tiền cho em tao. Cuối cùng cũng được giải lao, mệt xỉu luôn á. Má ơi luôn á. Ủa sao mày nói mày đi kiếm group mà giờ mày chạy về rồi? Bà cố ơi, cái bà chùm trường á đang đi bán hàng gây quỷ cho lớp đó kìa. Bả bán thì liên quan gì mày mà mày chạy về? Mày không có biết đâu, ai mà không mua biết tay bả liền. Bế cà vô, chào cả nhà. Rồi xong, tôi bi không tình yêu luôn. Dạ chị là chùm trường đó. Hỏi nhiều làm gì, chôn trình bán hàng gây quỷ cho lớp tao. Quỷ lớp của chị thì liên quan gì lớp em mà chị đem qua đây vậy? Thấy gì không? Khăn lao bàn. Dạ nói là cái nùi dẻ mà. Tao nói là khăn lao bàn 500 ngàn một cái, mua không? Dạ không mua đâu. Muốn test thử đúng không? Đây lao cho. Nhưng mà lớp tụi em có cái nùi dẻ, ô lộn, cái khăn lao bàn rồi nên là không có mua đâu chị. Mắc gì?
Lỡ là bàn lớp tụi bay gọi, tụi bay không mua thì ai mua? Tụi bay muốn tan học không được về nhà không? Chị bán mắt vậy ai mà mua cho nổi? Tụi bay đợi đó, tao sẽ cho tụi bay biết thế nào là lễ hội. Khoan đã, tôi là tôi nhịn bà lâu lắm rồi đó nha cái bà kia. Tôi chờ biết tôi sẽ gọi chị của tôi. Alo, chị, em bị người ta kiếm chuyện rồi, chị xuống cứu em đi. Đâu, đứa nào kiếm chuyện em tao? Ô, đại ca, em không thấy gì hết, em đi đây. Giờ lớp tụi bay thì sao? Khoan, cãi lộn nè. Nghe điện thoại xong rồi cãi. Alo. Thì em biết rồi, em biết là phải về sớm đi chơi với anh hai. Nhưng mà trường chuồng của trường em á, là bây giờ vô lớp em không có cho lớp em về. Khoan, đừng có quay. Lại hù tao. Làm gì mà lớp mày ôm sùm vậy? Đại ca cái gì? Hôm qua tao đuổi mày khỏi nhóm rồi mà. Giọng thứ hả sợ ma mà mày đặt củ coi phim kinh dị rồi chứ. Yếu mà gây gió không. Tức thiệt luôn á. Sao? Vụ gì? Thì vụ đóng tiền giáo trình của học kỳ này đó. Bà cố bí thư bắt đóng tiền liền. Thì đóng liền đi, gần tới ngày học rồi không có giáo trình sao hả? Hôm qua mới thông báo hôm nay bắt đóng tiền, sao có tiền đóng liền được gần cả triệu bạc. Mày mở cặp tao ra đi. Cặp nào? Cái mà tao quăng trong góc á. Mày mở ra đi. À đù, mày mới trúng số hả? Trúng gì mà trúng? Tiền tiêu vặt mẹ tao cho tao mà tao có xài, tao quen sẽ lẻ rồi. Nè, lấy vài cọc xài đỏ đi. Hey! Cái này đủ đóng cho cả lớp luôn á chứ. Trời ơi, chán thiệt luôn á chứ. Ủa mày mới đâu vậy? Nghe nói là gần trường mới mở cái trung tâm thương mại. Tao ra đó tao dạo, thấy không có cái túi tao thích nên tao đi về. Ô vậy còn mua cái đóng này chi vậy? Trời ơi, chú đi về trung tâm thương mại mà không mua gì thấy khó chịu lắm. Nè, tao không thích cho mày đó. 32 củ? Ủa gì kỳ vậy? Tao kêu lấy cái 36 củ mà. Người đây để tao đi đổi. Tao xài được. Cái túi này là gì? Cà phê. Ủa mày nói mày không muốn cà phê tại cái hậu bị chua mà. Trời ơi, mày nhìn kỹ lại đi, cái này là Laura cà phê của Nhật Kim Anh. Hot lần lần mấy bữa nay mày không biết hả? Cái này nha, tốt cho sức khỏe nè, thơm nè. Mà được cái á là hậu vị nó không có bị chua giống như là mấy cái cà phê khác. Nên tao đem về cho mày hai hộp nè, uống hết rồi báo tao đưa nữa. Trời ơi, cà phê thôi mà còn có nấm linh chi với đông trùng hạ thảo nữa. Đồ tốt cho sức khỏe không ha? Hai em đồ nữa. Trời ơi, uống xong chứ không dám đi vệ sinh luôn quá. Uống sao giờ? Phải tiếc lắm á. Uống đi, ví dụ như mà thích thì nói tao. Tại vì Nhật Kim Anh với tao là bà con xa. Thích thì để tao nhờ chị ship thêm vài hộp cho. Bà con xa? Xa cỡ nào? Hàng xóm cũ của hàng xóm tao. Là sai dữ chưa? Ủa sao mày thở dữ vậy? Mấy bữa nay á đường dây điện nhà tao bị hư, chưa có sửa xong, không có bật quạt được, nóng xỉu luôn. Vậy hả? Vậy hôm qua nhà tao ở đỡ đi. Được hả? Nhà mày đâu? Mày thấy cái dãy nhà trọ đối diện trường mình không? À, chỗ đó tao biết, nhỏ nè nó cũng ở bên đó, tao hay qua đó chơi lắm. Cái biệt thự 6 tầng kế bên là nhà dự phòng của tao á, lát nữa mày qua ở đi, để tao đưa chìa khóa cho mày. Hả? Ờ mà chỉ có mình mày với lại hai người giúp việc thôi, có ổn không?